Anh nhang hàn xe à. Chị người Việt Nam hả chị? Ừ. Yeah. Anh nhang. Xin chào đấy, xin chào. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi hơn mấy cây số để đến vườn hoa lavender tại Hàn Quốc để quay vlog cho mọi người cùng xem. Kẹt xe quá trời luôn. Mình để xe phía ngoài xong mình đi bộ vào luôn. Có chỗ đất trống mình để liều. Ô tô đến cực kỳ nhiều luôn. À, 두 분입니다. 만원 결제해 드릴게요. 네. 그럼 그럼 날짜 오는 6월 20일. 5시 30분이요? 5시 30분이요? 어? 우리 왔을 때 그래도 여기까지 지금 차 못 타고 왔잖아. 아, 올라가자고? 예, 예. 안 됐어. 여기 뭐예요? 어디서 오셨어요? 아, 아. 정읍, 정읍. 여기서 오셨어요? 예. 아, 여기 진단에. 정읍. 아, 예. 서울. 신분증 행여. Em có chứng minh đấy không? Có. Đem chứng minh đây, chỉ có vé có 3.000 won thôi. Tay cầm này. Chứng minh thư đây. Xác tin mang ít xin. Quay quay lên đây. Vé nếu mà không phải là người ở đây sẽ là 5.000 luôn, còn người ở đây sẽ là 3.000 luôn. À, kinh quá nhỉ. Xong chưa? Đi. Ờ, khá chắc. Đi đi lên đấy. Ờ, ok ok ok. Cứ đi đi. Đây là vườn hoa lavender. Đây có rất nhiều em đang đứng chụp ảnh. Thì nếu là người của vùng này, của thành phố này thì được vé vào chỉ có 3.000 won thôi. Còn ở chỗ khác đến là sẽ là 5.000 won. Hôm nay thì người đến rất đông, mặc dù là mùa dịch. Ông hơi bị nhiều luôn.
Đây. Cắn nó chết. Nó cũng có màu tím nhưng mà không được tím như ở trong ảnh. Nhưng mà cũng đẹp. Mùi hương thì ok. Có mùi gì không? Có, mùi thơm lắm. Ừ, có mùi thật. Ừ, anh cứ bị cổ trang ngửi mùi gì. Ong đến đây rất nhiều. Ong đến nhiều lắm. Anh em đến đây chụp ảnh cẩn thận nhá. Mình có thích credit cho đấy. Thật luôn. Ai là trước nha anh. Chỗ này thì cũng mới làm. Vì mình ở đây cũng lâu rồi. Thôi nhưng mà năm nay mới thấy, mới nghe thấy. Cặp còn nhét thêm được cái. Người đông quá. Đang mùa dịch mà ác chiến luôn. Chỗ này rộng lớn lắm các bạn ạ. Đi mỏi chân luôn. Có bảo vệ nha mọi người. Bảo vệ mặc vừa mặc áo vàng ấy. Không phải là không có đâu. Ngắt hoa hay là gì là đen ấy. Mỗi góc sẽ có một người bảo vệ. Ai ngắt hoa hay là dẫm lên hoa sẽ có nó, người ta sẽ lại nhắc nhở ngay. Đất này là ngày xưa là đất đồi ấy, người ta à, cho nên chú ly cúc xong số cả thôi. 안녕하세요. Xung quanh đều là núi này. Đây, như trên kia đây cũng là núi này. Sau này người ta cũng sẽ cải tạo đất và trồng hoa lavender như dưới này. Đây, người ta đang làm dở. Đấy, những cái lỗ chỗ này là người ta đang làm dở. Sắp tới thì người ta cũng sẽ trồng hoa lavender ở đấy. Ở cái xóm này, ở cái vùng này ấy, thì ngày xưa là mình cùng với các bạn du học sinh cũng đã từng đi làm nông ở chỗ này rồi nhé. Tất nhiên là không phải ở cái ruộng lavender này, nhưng mà gần đây thôi. Ruộng lạc rồi các thứ, bọn mình cũng đã từng làm qua ở đây. Mình đã đi lên đỉnh rồi. Đến đỉnh luôn. Chỉ có một xíu đây thôi. Bên này gió to lắm. Đi xong ngày hôm nay về là mặt thành châu Phi luôn. Như bôi lốp xe vào mặt luôn. Nhưng mà hoa rất là, mùi hoa rất là thơm nha. Đây, người ta tưới nước cho cây bằng phương pháp dẫn vòi lên nhỉ giọt luôn. Đây là cái vòi để dùng để nhỉ giọt cho hoa. Dẫn nước từ dưới xuôi lên luôn. Hôm nay 31 độ C. Trời nắng chang chang. Đi vài cây số để review hoa lavender ở tại Hàn Quốc cho mọi người cùng xem, quá nhiệt tình. Ở
còn rộng lắm, trên kia nữa kìa. Đi lên trên này thử xem có gì. Ở đây có chữ Turo Kachimaseo, tức là đừng có vào chỗ này. Thì ở đây là dốc lắm, dễ ngã xuống dưới hồ, cho nên là người ta để cái biển báo đấy. Ở phía trên kia thì không sao, nhưng mà ở trên này, ở chỗ này thì nó bị dốc ấy. Nếu mà mình xuống đây thì dễ bị ngã, cho nên là người ta bảo là ở đây là không được xuống. Lên đến đây mới biết là ở bên kia còn vẫn còn nữa kìa. Quá rộng luôn. Kiếp khủng. Dưới kia người ta sẽ là một con suối nhỏ. Cái đấy là mình không biết là suối tự nhiên hay là suối nhân tạo nhé. Mình thuê cameraman đi thì cameraman bảo mệt lắm không lên tận đây, cho nên là mình phải tự cầm máy quay lên tận đây luôn. Đây là con suối người ta làm, không biết là suối nhân tạo hay là suối tự nhiên, nhưng mà nhìn cũng rất đẹp. Phía bên này thì chưa có hoa lắm, cho nên mình sẽ không đi. Đi sang bên đấy rộng lắm. 4-5 giờ chiều rồi mà trời vẫn đang còn nắng rất là gắt luôn. Mọi người cứ bảo là ở bên Hàn Quốc thì thời tiết dịu hơn, đúng là thời tiết nó có vẻ là nhiệt độ thấp hơn. Nhưng mà cái nắng của Hàn Quốc nó sẽ khắt khe hơn nắng của Việt Nam. Nắng của Việt Nam thì kiểu nóng luôn, nhưng mà nắng của Hàn Quốc kiểu nó rát lắm, nó khó chịu hơn nắng ở Việt Nam nhiều. Hay là do mình là người Việt nên sang đây không quen thì không biết. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And đây là cửa hàng kem này. Đúng mùi hoa lavender. Này. Đi ngắm hoa lavender, ăn kem vị hoa lavender luôn. Con chó đáng yêu ghê.
Bây giờ thì mình đi xuống để về thôi. Ngắm như thế đủ rồi. Ngắm đủ loại hoa rồi. Đấy, anh em chọn người hay là chọn chó thì liên hệ mình. Vé đáng vô chưa này? Đây, tòa nhà này là người ta đang xây để sau này làm khách sạn rồi, là cho người ta nghỉ ngơi các thứ, thuê trọ các thứ. Do năm nay là năm đầu tiên người ta mở ra cái chỗ này cho nên là nhìn vẫn còn hoang sơ, vẫn chưa được đồ sộ lắm. Chắc là từ năm sau thì người ta sẽ làm một cách bài bản và đẹp hơn. Mình xem đây là cái vé. Thì phía sau có cái chỗ người ta bảo là cấm dắt chó vào, nhưng mà không biết tại sao mình vẫn thấy nhiều người dắt chó vào được. Bây giờ thì mình phải về rồi, tại vì từ chỗ này về nhà mình cũng hơi xa. Chị người Việt Nam hả chị? Hello. Thank you chị. Bye bye chị. Đáng yêu. Video hôm nay thì mình xin phép kết thúc tại đây. Mọi người thấy thú vị thì xin ủng hộ mình bằng cách nhấn like, subscribe và chia sẻ clip nhé. Bye bye.